Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trọng tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, đồng thời là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên, nhất là trong thời điểm đảng ta vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ 13 của đảng. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ an ninh tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay của Đào Văn Mạc, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Trong những năm qua, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào cương lĩnh, đường lối, chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Trận địa tư tưởng chính trị được giữ vững, khẳng định địa vị chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, tinh thần ở Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là thiếu đa dạng hóa các hình thức thông tin, chất lượng thông tin chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tính tích cực chủ động đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch còn hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò giám sát phản biện của các cơ quan báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Các cơ quan chức năng có lúc còn thiếu chủ động trong việc định hướng, cung cấp thông tin tích cực, chính thống có lúc có nơi chưa chiếm được thế thượng phong so với các thông tin sai trái bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, Internet. Việc khai thác phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội còn hạn chế. Công tác thông tin đối ngoại, nhất là chuyên truyền quảng bá nhằm nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh của Việt Nam ổn định và phát triển ở khu vực và trên trường quốc tế, có lúc có nơi còn hạn chế, nên ở nhiều khu vực, nhân dân thế giới chưa hiểu rõ về tình hình Việt Nam bị tác động tiêu cực bởi những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội thù địch. Dự báo trong thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự phát triển bùng nổ của Internet, mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các thế lực thù địch phản động ngày càng có nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn để chống phá đảng, nhà nước và công cuộc đổi mới của đất nước. Ví dụ, trên lĩnh vực kinh tế, âm mưu thông qua hoạt động hợp tác, đầu tư làm cho nền kinh tế phát triển chệch hướng xã hội chủ nghĩa, thiết lập hệ thống và cơ chế kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa tại Việt Nam, từ đó tạo ra nền tảng vật chất xã hội thuận lợi, hình thành nền chính trị dân chủ theo kiểu phương Tây. Trên lĩnh vực đối ngoại, thông qua hoạt động ngoại giao thân thiện, tăng cường giao lưu, trao đổi, đối thoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là về dân chủ, dân tộc, tôn giáo, từ đó lợi dụng quảng bá hình ảnh giá trị tư bản chủ nghĩa, chủ động tiếp cận, móc nối, hỗ trợ, mua chuộc, lôi kéo các đối tượng, nhất là những phần tử có tư tưởng bất mãn, thù địch, cơ hội thoái hóa, biến chất, hữu khuynh, cực đoan, tạo dựng lực lượng nòng cốt cho chuyển hóa và tự chuyển hóa tư tưởng ngay từ bên trong. Trong hợp tác giao lưu về giáo dục, đào tạo, các thế lực thù địch truyền bá các quan điểm, giá trị dân chủ tư sản, làm cho thế hệ trẻ có tư tưởng sùng ngoại, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, chỉ coi trọng giá trị vật chất, bàng quan về chính trị, tạo mầm mống thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, tư sản, tiến tới xóa bỏ nền dân chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy tổ chức đảng, hệ thống chính trị và các cán bộ đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau đây. Thứ nhất, nâng cao nhận thức của toàn đảng, toàn dân, toàn quân về công tác bảo vệ an ninh tư tưởng. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, đặc biệt là trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết, cần nhận thức đúng về mục tiêu yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, vị trí vai trò của quốc phòng an ninh trong tình hình mới, nhiệm vụ nội dung của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của đảng hiện nay. Trọng tâm của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng hiện nay là phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, làm rõ những cơ sở lý luận thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới, hệ thống hóa phổ biến những thành tựu lý luận mà đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, khẳng định bản chất và mô hình của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và Hiến pháp năm 2013, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, kiên quyết bảo vệ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội theo đúng chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc làm chủ thông tin có vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến việc định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực, đúng với bản chất sự việc, tránh bị lợi dụng, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc, không để rơi vào thế bị động, chống đỡ mà phải chủ động tiến công. Do đó, các cơ quan thông tấn, báo chí phải đảm bảo việc cung cấp thông tin chính thống của đảng, nhà nước thường xuyên, kịp thời, chính xác đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân. Đặc biệt, cần quán triệt phương châm cơ bản trong bảo vệ an ninh tư tưởng là phải coi trọng công tác chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính. Mặt khác, phải tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, bước đầu đối phó có hiệu quả với mối đe dọa an ninh phi truyền thống, kềm chế được tốc độ gia tăng tội phạm một cách quyết liệt. Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan các cấp đối với công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái thù địch. Các cấp ủy cần tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xác định mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh tư tưởng đúng đắn, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 số 4 ngày 30 tháng 10 2016 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đồng bộ phù hợp với các quy chế quản lý thông tin, báo chí xuất bản, cơ chế cung cấp thông tin, phát ngôn, phân rõ trách nhiệm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, đồng thời có chính sách động viên khích lệ phù hợp, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phù hợp để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, phòng chống nội gián, bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cương lĩnh, điều lệ đảng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, nghiêm cấm để lộ bí mật của đảng, nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong phát hiện xử lý những phần tử tự diễn biến, tự chuyển hóa, cơ hội chính trị, giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh, phòng ngừa ngăn chặn sự can thiệp móc nối của các thế lực thù địch,
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet mạng xã hội theo luật an ninh mạng, trong đó chú trọng xây dựng hoàn thiện pháp luật và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet mạng xã hội, ra soát sửa đổi, ban hành mới các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các hoạt động sử dụng Internet và mạng xã hội, tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các quy định của nhà nước về sử dụng Internet và mạng xã hội, nhất là luật an ninh mạng. Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của đảng, thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là cấp trung ương, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo, đổi mới chương trình nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, tăng cường giáo dục những nguyên lý cơ bản giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo phát triển của đảng, tuyên truyền sâu rộng những giá trị văn hóa truyền thống, bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, đồng thời làm cho mọi cán bộ đảng viên của quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tri thức, giàu tình cảm, đạo đức cách mạng trong sáng và lối sống lành mạnh, nhận diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, tấn công vào nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình hiện nay, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo. Nhận thức rõ đối tượng, đối tác trong điều kiện nước ta hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ đảng viên, nhân dân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo về hưu, văn nghệ sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên, từ đó định hướng dư luận, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những luận điệu chuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Tiếp tục nghiên cứu, khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, làm rõ các vấn đề cần bổ sung phát triển, nghiên cứu của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và sự bổ sung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với những trào lưu tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, cần nghiên cứu trên quan điểm khách quan, biện chứng và tiếp thu những giá trị tiến bộ, đồng thời chủ động nghiên cứu phê phán bản chất phản khoa học, phản cách mạng của các quan điểm sai trái thù địch bằng các luận cứ khoa học và minh chứng và thực tiễn một cách thuyết phục. Quan tâm nghiên cứu để dự báo sớm tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, dự báo âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, những biểu hiện mới của tự diễn biến, tự chuyển hóa, để xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức đấu tranh cho phù hợp, hiệu quả. Thứ tư, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, quy chế phối hợp giữa các ban bộ ngành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để phát hiện kịp thời đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban phản ánh tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp phối hợp đấu tranh, không để các thế lực thù địch lợi dụng những yếu kém, bất cập trong lãnh đạo quản lý điều hành của đảng và nhà nước để tạo cớ xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức đấu tranh kết hợp tuyên truyền giáo dục với các biện pháp tổ chức, cán bộ kiểm tra, giám sát, vừa xây vừa chống, trong đó lấy xây làm chính, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, giải quyết hiệu quả các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiện toàn tổ chức tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng phản ứng nhanh với những thông tin sai trái thù địch trên không gian mạng,
phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc chủ động kịp thời thông tin, làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng dư luận cho nhân dân, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường công tác lãnh đạo các hoạt động báo chí xuất bản, nhất là trong việc định hướng chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chú trọng làm tốt công tác nhân sự tại các cơ quan văn hóa báo chí ở trung ương và địa phương để củng cố nội bộ thật trong sạch vững mạnh, xây dựng các chuyên trang chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải các tin bài có chất lượng, có chiều sâu, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các ấn phẩm phương tiện truyền thông.